Dân biểu khu vực 149 và chị là người trong đảng Cộng Hòa. Mai Hoa xin quý vị chào chào bác ấy thật lớn cho chị Lê Trương. Cảm ơn chị Mai Hoa. Có mặt ngày hôm nay, Lê cũng cảm ơn tất cả mọi người tới ủng hộ phái đoàn Caravan đã đi lặn lội từ Cali rồi đi qua từng ngõ một tiểu bang. Mà nãy nghe cụ huynh trưởng nói là có một chiếc xe bị trục trặc trên đường tới đây, cho nên những anh chị kia không có tới đây được. Bây giờ thì Lily trước hết cũng rất là cảm kích, cũng cảm ơn phái đoàn bỏ công lặn lội để lái từ Cali để lên tới Washington DC và nhắn ghé qua những thành phố lớn để mà rally ủng hộ tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa. Lily cũng xin kính chúc anh Nguyễn Minh Trưởng và phái đoàn từ Cali thượng lộ bình an, lúc nào cũng mạnh khỏe, giống như là chị Nga có tặng thuốc cho các anh chị và sẽ đạt được cái mục đích của mình. Và Lily cũng biết đâu có một số mấy anh chị sẽ bay ra khỏi Texas ở Houston này thứ 6, thứ 7, Chủ nhật để mà tất cả mọi người để ủng hộ. Rất tiếc là em không có đi theo được, nhưng mà em lúc nào cũng cầu mong mọi người và tất cả những người ở Houston mà có đi cũng được thường độ bình an, còn mọi thứ tốt đẹp. Nếu mà mọi người còn ở đây ngày thứ 7 á, thì Lily có một cuộc buổi rally ở trong khu vực của nhà hàng Kim Sơn để mình rally trước khi mà cái bầu cử sớm bắt đầu ngày thứ 3 tuần tới. Thành ra nếu mà cô, các chú, các bác, các anh chị em mà không có ngại thì xin mời ra 7 giờ sáng hơi sớm, nhưng mà mình muốn là cái thời tiết nó cũng tốt đẹp cho mọi người, thì 7 giờ sáng đến 9 giờ sẽ ở phòng lót của nhà Kim Sơn để mình rally trước khi mà cái bầu cử sớm bắt đầu ngày 13 tháng 10. Thì xin cảm ơn quý vị. Vâng, từ xưa thầy Đức An lúc nào cũng khuyến khích vận động bà con đi bầu cử, tại vì thứ nhất là mình phải bầu cho những ai mà có lợi cho cộng đồng mình, và có lợi cho chính mình và lợi cho cộng đồng mình và lợi cho đất nước Hoa Kỳ, và cuối cùng là cũng quan trọng, rất là quan trọng bầu cho những ứng cử viên nào mà có thể ủng hộ cho nhân quyền cho Việt Nam. Bởi vậy với tư cách là cá nhân, cố gắng ủng hộ chị Lưu Lê Trương 100% và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ chị trong cuộc vận động dân chủ thứ 3. Cái này là mình ra mình sơ này, mình phục vụ cho tất cả những người dân không riêng gì của 149, nhưng mà đương nhiên Lily vô địch á, tất cả những cái view nào mà Lily ủng hộ này kia là điều ảnh hưởng tới cả những bang Texas luôn nữa. Tại ra cái này không phải cá nhân nha, cái này là làm việc, mình vô mình làm việc cho tất cả mọi người. Muốn là cá nhân là tất cả chủ tịch cộng đồng, có nhiều người ta còn lớn. Cũng may, rất là may mắn đó quý vị. Năm nay chị Lily Trương ra thì quý vị thấy là